đây thì chúng ta không nên gọi là phim đảo độc ác. Đảo độc ác nha mọi người. Cái ngày vui đã đến. Ngày vui đó đến thì sẽ có mặt của tất cả tụi mình chứ. Trời ơi, bún quả không chị? Bún không? Quyền nhắm đầu đắp bún quả chị không? Tụi em mặc đồ đó bún quả luôn được không? Tự nhiên một ekip phim kinh dị. Bún quả sao chị thấy nó sáng luôn. Đã trải qua một thời gian gần gũi rồi nên là cái cảnh hôn nó cũng không có ngại ngùng đối với Vi. Bản thân mình là mới nhưng mà mình cũng đã tiếp xúc nhiều nên là cũng không có gì ngại hết. Lời đầu tiên thì cho phép Sam cũng như là tất cả các bạn diễn viên và anh đạo diễn Lê Bình Giang trong ekip Đảo Độc Đắc gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả của Điện ảnh .net. Phải nói là cũng cảm ơn Điện ảnh .net vì ngày hôm nay đã tạo một cái cơ hội để cho ekip đoàn làm phim có thể ngồi đây và chia sẻ đến tất cả các bạn khán giả nhiều câu chuyện hơn về phim Đảo Độc Đắc. Và mong rằng là thông qua những câu chuyện này thì các bạn khán giả sẽ hiểu hơn về hậu trường của phim mình nè, về những vất vả nè, cũng như là những kỷ niệm. Và sau đó mọi người sẽ ra và ủng hộ Đảo Độc Đắc nha. Cái hành trình Đảo Độc Đắc nó quá dài đi và nó có quá nhiều kỷ niệm cũng như là có quá nhiều thử thách, không những là đối với Sam mà đối với tất cả các anh em trong đoàn luôn. Cuộc đời Sam là một người rất là sợ nước, không bao giờ mà Sam đi bơi, mọi người sẽ thấy không bao giờ có một cái ảnh nào mà chị tung tăng ở hồ bơi hay là ở dưới biển hết. Khi mà trôi hết gần hết cái con suối đó rồi thì là ngưng lại, mọi người kéo cái cọng dây như vậy nè là để cho chị ngưng trôi lại. Xiết người hả? Không phải, nhưng mà vấn đề là mọi người nói chị ấy là ngẩng đầu lên tại nhưng mà thật ra là cái dòng xiết nó chảy mạnh quá thì nó cứ không ngẩng được, đẩy cái đầu chị lại, mà trong khi cái cọng dây thì nó đẩy mình vậy là ngợp nước lại nữa. Em sơ hở là đó là bị ngợp nước, là thật sự lúc đó là chị không thở được luôn và bị ngợp nước rất là nặng luôn. Nhưng mà chị nhớ là chị chỉ nghe, thật sự lúc đó là gần như là bất tỉnh luôn á anh, không nghe được, không có nghe, chỉ nghe là cái tiếng mọi người nói là ngẩng đầu lên đi, xong rồi mà đâu có ngẩng được. Nó cuốn cái đầu mình xuống. Và sau đó Sam chỉ nhớ là có một cái anh giật mạnh cái cọng dây bảo hộ đó, thì nó có một cái lực mạnh mà tại vì lúc ảnh kéo thì mình không ấy, mà giật mạnh một cái thì mình có cái đà để mình ngước đầu lên được. Và sau đó thì mình lên bờ mà mình hoàn hồn, giống như là mình giống như là kiểu đi từ cõi chết trở về luôn thật sự á. Mà sau cái đó thì khi mà lên bờ rồi, kéo lên rồi thì mới thấy không còn cái quần nữa. Thôi, thật sự là rất là quê luôn á mọi người. Nhưng mà ý là cũng có quần bảo hộ bên trong, nhưng mà là cái quần mà trong phim á thì nó bị trôi luôn, cuốn theo dòng suối luôn. Cái test đó là như vậy. Cái hôm đó là vì là người yêu mà mình đi xuống, mình thấy người yêu của mình bị cắt cổ, thật sự là cũng là một cái tâm lý mà cần phải nuôi rất là kỹ. Và lúc đó là nó không chỉ là khóc nè, đau đớn, mà nó còn nghẹn ngào rất là nhiều. Thì chị Sam ở trong nuôi tâm lý rất là kỹ, rất là chắc luôn. Bà chị tôi tuyệt vời nha mọi người. Nhưng vừa ra quay xong, lỗi máy quay là cái thứ nhất. Test đầu tiên bà chị phải lui vô lại. Nhưng mà đâu có dám ngưng tâm lý đâu. Đâu dám ngưng tâm lý. Mà mọi người biết một lần mà để gồng vậy cái đó rất là mệt. Tới lần thứ hai ra diễn, nó bị cái gì nữa, đạo diễn vẫn chưa ưng. Đạo diễn bắt tôi lại một lần thứ ba. Thì em nhớ ở cái test cuối cùng đó, cái không phải là test cuối cùng, chị nhớ là gần một chục test rồi nghe. Không, nhưng mà em nhớ là ở cái test cuối cùng, chín test. Ừ, chị Sam diễn xong là đúng tâm lý thật, chị diễn xong mà ngất luôn, giật người luôn, em hết hồn lắm đó, chết rồi. Ủa, chị bị giống như là bị lên tăng xong ấy, chị gì nha, hết hồn luôn, trời ơi, nó quéo luôn. Cái là lúc đó đạo diễn đâu dám kêu diễn nữa đâu, thấy mà lên luôn rồi thì lên máu mắt hơi trợn trợn đấy, hết hồn luôn, giống như chị nhặt ai nhặt chị vậy đó, là xong là cuối cùng là lấy cái test đó luôn đó. Thấy đúng cái và cảm giác khi mà chị quay gì? Lại lần thứ 7, lần thứ 8 gì rồi chị Sam vô ngồi cứu tôi tâm lý mình là một người em ơi. Mình rất là sợ đạo diễn với diễn viên có cái gì xích mích không quay được nữa, em mình làm mình chỉ vậy thôi nè, thôi mình chị Sam mà chị làm vậy nè, đừng đụng vô chị. Là mình đến cầu đi chợ cái gì vậy? Đúng rồi tôi cũng sai dịu nó mẹ, không phải tại vì đang lấy tâm lý rồi. Mọi người dỗ chị sẽ tiếp tục tâm lý, đúng không? Cho nên là chị cố gắng giữ cái tâm lý, chị muốn chị ngồi một mình thôi. Nhưng mà em phải nể chị Sam là nếu mà là em thì em sợ là em sẽ không giữ được như vậy. Dễ bị sao, tại vì diễn rất là mệt. Cái xong thôi, bật ra một cái hết hồn luôn. Anh Giang anh luôn đưa mình vô cái thế, có nghĩa là cái lần đầu chị nhớ là cái lần mà trượt thác á, cái lần mà té dưới thác á, là lần đầu tiên anh đề nghị với chị. Sau đó anh thấy êm quá, đề nghị được, anh đề nghị hoài luôn. Đó là những cảnh sau là anh cứ đề nghị thôi. Xong cái cảnh này anh nói với chị là
Sam ơi, bây giờ nó cắn mày. Mà tại vì cái đất này là nó phải thấy cái mặt của em mới đẹp. Nó chạy trong rừng mà em phải chạy chân không nha. Thế nhưng mà anh ơi em lo lắm, tại vì cái đó là rừng gai mà lỡ em đạp xuống cái gì thì sao. Thế anh Giang nói là em yên tâm đi, có anh ở đây. Anh cam đoan với em là sẽ không vấn đề gì hết. Tại vì anh đã nhờ mấy anh thiết kế vô dọn sạch rồi, không có một cái gai nào hết. Anh chắc không? Anh chắc em cứ làm cho anh. Ok nha, em làm nha. Sau đó chị chạy vô thì nhớ là chị chạy hung hục ở trong đó. Chị nhớ tới cái test cuối cùng đó, chị chạy, chị đạp quá chứ. Trời, chị thấy điếng rồi nhưng mà mình đang diễn mà. Đúng rồi. Mình đâu có thể hiện là mình bị đánh ra được cái gì bất. Chị vẫn chạy tiếp, chị diễn cho tới khúc mà chị vượt qua cái máy một cái. Trời, lúc đó là gọi là nước mắt mà nó tuôn ra luôn, tại vì cái gai, chị nhớ là chị bóc ra cái gai nó dài như vậy nè. Xong cái chị tức quá em. Chị quay qua chị tìm ông đạo diễn liền. Ông biến mất luôn em khỏi hiện trường luôn. Ơi mọi người ơi, mọi người phải... cái cảnh đó trong phim như không còn nữa. Không còn, tụi em rất là tiếc mà cái cảnh đó thực sự đối tụi em rất là khó khăn. Hôm đó trời mưa nữa chứ. Nước xiết mà không tới qua đó. Gối mà ở dưới á, đá nó không phải là đá nữa, mà nó những cái cây đá đâm vậy nè. Thử đợt một cái xin lỗi lũng thịt. Xong rồi vừa quay trời vừa mới lên bờ là hả thiệt luôn, là mừng muốn chết luôn mà cuối cùng cảnh đó cắt. Mà nói chung là chân cũng đứt nhiều đó. Mà cảnh thì cũng cắt hết. Dừng, chị nhớ là nghe nói là em sợ rắn hay cái gì mà bắt em phải diễn với rắn đúng không? Cái lúc đó trong kịch bản á, là đáng lẽ ngoài Phú Yên, Nha Trang, Minh Dự phải dắt một cái chậu xương rồng chạy, dắt xương rồng vô đùi, rồi ôm đùi chạy lết về tới Đồng Nai hay Bình Dương. À Dự ơi, mình không cần diễn với xương rồng nữa, nhưng mình diễn với một cái khác. Cái gì? Cái mình nói, ủa là cái gì? Lát vô sẽ biết. Lát vô sẽ biết. Lát vô cái hay. Ủa sao có hai con rắn ngồi đây vậy ta? cái xong rồi. Cái lại hỏi nhỏ, rắn này của ai? À, rắn này của Lát Tiểu Vi cầm lên. Ôi, liêu. Tiểu Vi bị diễn với rắn. Cái Lát vô ra. À Dự ơi, cảnh này Tiểu Vi phải cầm con rắn lên ra khỏi người em. Ủa là sao? Cầm rắn mà ra khỏi người em. Vậy ai là người tiếp xúc rắn đầu tiên? Vậy là cuối cùng là ai? Liêu ai? Cái em nói, ủa, tại sao bỏ xương rồng thế vô con rắn? Nó còn có thể cắn nữa mọi người. Chứ không phải là đau nữa. Không em. Mọi người, nó không sao đâu. Cái mỏ nào không há ra được. Mà em thấy, ủa, sao cái lưỡi nó le đụng cằm luôn mà. Dụ em. Em sợ tới mất mà. Ủa ác quá. Tâm lý em đang muốn hành con rắn nó mệt luôn. Nhưng xui thay không. Xui thay. Diễn viên rắn này mệt. Có diễn viên rắn khác bắt cấp. Có thầy con rắn. Có diễn viên đúng thế. Trời ơi, con rắn mà nó có diễn viên đúng thế như tôi không có. Đây mọi người ơi, đây là chúng ta không gọi là phim đảo độc đắc. Đảo độc ác nha mọi người. Có một lần á, anh Giang cái cảnh mà Phong bị rớt từ trên vực thẳm rớt xuống á. Thì phải phun cái chưa mép ra. Ừ. Anh Giang cho cái sùi bọt mép đó làm sao? Thì có cái viên sủi á, viên sủi mà bằng màu trắng nha. Anh cho mình uống khoảng một hộp. Hả? Em ngậm là để sùi đó. Sùi ra. Mà em nhớ là em không có bị sốt mà em sốt luôn. Và cái đoạn mà mọi người khi cái đó là em chỉ quay một mình thôi, là em phải treo lên khoảng tầm nó xuống đập đầu luôn đá hết luôn. Cái cảnh lên cực. Hơn 5 mét thôi. Đúng không? Em còn nhớ. Cả không, mười mấy mét đó chứ, cho 5 mét. Mười mấy mét. Mà em bị bất ngờ tại vì trong đó nói là em là người bị treo lên đâu. Treo em luôn cái này. Muốn nhợn ra rồi, em muốn nhợn lắm rồi. Chết rồi, mình không làm được. Ok, tập trung. Test đầu tiên thì mọi người thử thôi, xuống nhẹ luôn. Nói chung là mấy cảnh này, là mấy cảnh này, mấy cảnh mà rớt xuống vực là chồng Phong tự đóng hết. Rớt xuống vực rồi đập đầu đấy là thằng Phong nhớ nhảy xuống. Cái test thứ hai là em bị dính máu trước, make up trước cho em đúng không? Kéo lên. Ok, cảnh này phải làm được nha. Rớt một cái bụp, em rớt trong cái đục đá bằng mút á. Thì tại vì thiết kế họ làm bằng cái sơn nó bị cứng, nên là có những cái vết này nhìn đúng rồi, đúng rồi. Nó xước trên trán của em, để em gỡ hình cho bên ekip mình xem. Thì nó xước em đây nè, nó vừa máu thiệt với máu giả. Em sau cái cảnh đó em tẩy trang nó, đây là một vệt máu của em luôn. Em còn nhớ đợt đó em đi làm, mẹ em có mua cho em đôi dép màu cam mà tại vì anh Phong cái em bị mất chiếc dép luôn đó. Nhớ không, khoảnh khắc mà Lan vui như mà cái nhóm bạn này thân tới mức mà Phương Lan đứng, mọi người ơi dép mà em. Không ai giúp em lấy cái dép. Đám giờ ra thấy sóng lúc đầu chứ dép còn gần lắm anh. Còn gần. Sóng đánh dạt mọi người đúng. Tới khi một lát chiếc dép ra giữa biển luôn.
vừa là khóc luôn. Chị còn một cái video là chút chút sau lấy lại được đúng không? Không có lấy lại được luôn em. Không, chị là khúc sau là Phong cầm cái còn lại cục quăng luôn. Không phải là Phong nha, chính nha, cái video bằng chứng đó chị còn giữ, người quăng là dự. Ủa? Không có. Chị có video bằng này, chị post lên kênh của chị. Em là người quăng chứ còn lại của Phương Lan là bị thương. Thì tại lúc đó mọi người xúi em, mọi người nói ủa còn giết sao mang, em quăng luôn. Trời ơi, đôi dép mẹ mua 38.000 đó mọi người. Phương Lan khóc. Khóc luôn anh. Tại tự nhiên khóc, không biết tự nhiên không biết sao lúc đó hả? Kiểu mình cảm thấy món quà của mẹ quá là quý giá, một món quà duy nhất của mẹ đưa cho mình đi làm ở đảo. Tại vì biết là cát đi, rất là khó đi. Đạo diễn và ekip rất là thương diễn viên, cho diễn viên quay vào lúc khoảng 9-10 giờ là cái giờ mình đi quẩy xung. Không nha mọi người, 4 giờ sáng mà trời, mặt trời nó lên. Mà cho tụi em quay trong cái khoảng thời gian rất gấp rút là 5 giờ tới 5 giờ rưỡi, là nửa tiếng đồng hồ. Trong cái khoảng thời gian đó là mặt trời sẽ lên, mà bắt bê phải quẩy thật là sung. Mà chưa kể nữa đây, cái nấm. Ê, chết luôn. Tại vì trong cái phim đó khi tụi em ăn nấm thì tụi em bị ảo mà mọi người. Có nghĩa là mình mang nấm rồi bia rồi tùm lum, bắt đầu là tụi mình sẽ bị say. Trời ơi, cái nấm mà em nhớ là nó nước. Nước gì á? Cái nước gì mà tụi em phải ăn thật là ngon. Mà nó đặc khắc, cái bông tẩy trang, cái bông tẩy trang nó nước á, là nước nó dày đặc. Mà để mình phải dùng. Trời ơi, kiếp hồn luôn á. Tại vì em có ăn thử miếng, lúc mà ăn thử đi thì em có lén thử miếng rồi. Em nói gì thế kìa. Cái lát em né, em quẩy, em né đi qua. Mà em nắm đó là nó vừa thấm nước mưa, vừa thấm nước biển. Chưa, mà em nhớ cái nắm đó là nó chị, là nó rất chị. Co nó rất co từ buổi chiều đâu, thả lăn thả lóc không mà chị á. Thả lăn đó để cho là những nó thổi cát từ tùm lum. Mà tới 5 giờ sáng thì hôm đó là cái cảnh đó là cảnh cuối cùng luôn rồi. Em nhớ thì lúc đó là cái cảnh mà em bị xịt máu vô, mà mọi người biết em đeo len thì nếu như mà vô thì chắc chắn là len sẽ rớt, mà nếu len mà rớt một cái là không thể nào sử dụng được. Em mới nói với anh Giang là anh ơi bây giờ anh tính đường nào đi, em chỉ có thể quay cho anh được đúng một tét là cũng y chang như cái đập chai vô đầu thôi. Tại vì sợ anh Nghĩa mà bị đau. Thì cũng trường hợp vậy, em nói thôi bây giờ thử trước đi. Tại vì nếu như bây giờ quay sai, em đảm bảo là anh là không có cặp len khác để diễn, là đảm bảo ngày mai phải xét lại rất là cực khổ. Rồi mọi người vô tính đường, hơn là mình thử cái test đầu tiên là cái máu nó bắn ra không có đẹp. Thì em nhớ tới đúng test đó, mọi người làm đúng một lần luôn và máu xịt ra đẹp luôn. Và anh Giang anh lấy cái test đó và khi mà xịt vào á thì len một bên còn là len một bên rớt, là đúng y chang nó rớt một con len. Là hôm đó là em không thấy đường đi về luôn chị. Mà người em nó ngọt liềm liềm luôn chị. Siro mà điều nó ngọt liềm. Em còn nhớ là em vô, em chạy vô toilet, em người em ướt hết trơn, thôi em phải thấm. Em sợ lên xe ráp tao không chở em về. Tại vì người đầy siro nóc nó hết. Em phải để người cái mặt máu lên ráp quá đúng không? Thôi, lên ai mà thèm chở dơ xe người ta. Em còn nhớ có một cái câu thưa này mà nguyên một ekip diễn viên có nói với nhau là cái ngày quay cuối cùng khi vừa xong phim ở đảo là sẽ quăng ông Giang xuống biển luôn. Chốn. Là sẽ quăng ổng. Là tại vì là ổng quá là quá hành tụi em rồi. Vì cái phim có nghĩa là mà cái cách anh gieo nó ngọt lắm. Cái kiểu anh gieo là tụi em muốn làm liền luôn. Tụi em không giải được. Nói chứ nói vui, trong một phim đã độc đắc thì cũng tồn tại một đạo diễn rất là độc ác. Dạ, đó, hành diễn viên. Nhưng mà nói gì nói cũng phải nhờ cái sự hành đó thì tất cả diễn viên ở đây sẽ có được những cái trải nghiệm mà chưa bao giờ được làm. Sau khi mà bộ phim này xong rồi mọi người cũng sẽ có nhiều dự án mới, nhưng mà em cũng biết được thông tin là mình có một cái tin vui mới của một thành viên trong phim mình đúng không? Vui gì em không biết nữa. Em rất là muốn hỏi. Mày nhắc chị đó. Chị chưa có mời mình. Không. Chị có tính mời tụi em không? Chị có tính mời cái người mà đã từng phá tâm lý chị khi chị diễn không? Chị có tính mời không? Tất nhiên là nếu như mà cái ngày vui đã đến. Ngày vui đã đến thì sẽ có mặt của tất cả tụi mình chứ. Trời ơi, buông quả không chị? Buông không? Quyền nhắm đầu đáp buông quả chị không? Ra đảo không chị? Đảo. Anh là buông quả là đáp bác tay. Đây là tại chị đang suy nghĩ tới cái cảnh mà phim mình là phim kinh dị. Tụi em mặc đồ đó buông quả luôn được không? Tự nhiên một ekip phim kinh dị. Buông quả sao chị thấy nó xáo quá. Em lên đồ được cũng năm anh nữ tú lắm. Cũng được. Đúng rồi. Tụi em mặc vest mặc đầm đồ. Ủa là em mặc vest hay mặc đầm? Đang phân vân. Sau khi đám cưới thì mình có định sinh không? Đừng nói năm Quý Mão là muốn đẻ luôn nghe. Ủa sao vậy? Ủa sao? Cái năm tốt đó. Phải không? Nhưng có định luôn không? Ủa, không, bây giờ có gì vậy? Ủa, vẫn đẻ là đẻ. Không, không,
sao hỏi chị? Chị là giờ đám cưới là chị đãi đây hay đãi nước ngoài? Đúng rồi. Để tụi em biết tụi em làm visa. Nếu mà chị đãi Mỹ ở đây chứ. Đúng rồi, ở đây. Nhưng mà chị định đãi nước ngoài luôn không? Để cho chị chia sẻ đi nè. Có nghĩa là thật ra là để... Không có tại sao phải đãi nước ngoài vậy mọi người? Ủa mà tự sao mấy nước ngoài tính cái nghĩa chơi vậy? Tại vì em thấy mỗi lần chị chat chít với ai đó vào lúc khuya và em thấy chị nhắn vào tiếng Anh thì em nghĩ sẽ một đám cưới tại nước ngoài. Không, em chỉ nhớ có một cái vui em hay dạy chị Sam là cô bé lọ lem. Mọi người nhớ đi chơi với đi chơi với về trước 12 giờ. Về trước 12 giờ. Tại chị sợ mọi thứ trên người chị hóa thành bí đỏ. Hóa thành cọng cải. Đúng rồi. Có chọc nhớ không đó hai em ngồi trời phải về. Đó cho nên trời ơi sao mà giống lọ lem. Không biết gì nha, mình không có khai gì hết ngoài chịu một tin nhắn tiếng Anh tới cho chị Sam vào lúc 11:45 là go home now. Go home. Không, em còn nhớ là án thiệt. Không, có cái bạn vui vậy cho em chia sẻ không? Một bạn vui là tụi mình có gặp, mình say hi luôn, mình say hi, mình nói chuyện xong thì anh rất là vui vẻ nha. Sau đó xong rồi nghĩ là hồi chị là chị sao được đi. Vừa xong đó, anh nhắn nhẹ chữ go home. Mặc dù nói chuyện với tụi em rất là vui nhưng sau anh vẫn nhắn chữ go home cho chị Sam. Tới cái gì? 12:10 vẫn là go home, 12:20 go home. Dự định của Sam là sau khi mà quảng bá xong phim này thì đầu năm sau mình sẽ bắt đầu ngồi lên kế hoạch để cho cái sự kiện quan trọng của cuộc đời mình. Còn về công việc á thì mình cũng nghĩ là bản thân mình là một người rất là yêu công việc, cho dù nếu mà sau này mình có lập gia đình thì mình cũng sẽ cố gắng cân bằng cuộc sống giữa cả cá nhân và công việc để cho mọi thứ nó đều được trọn vẹn nhất. Chỉ hy vọng là mình có thể làm được thôi. Rồi em nhàn rỗi lắm. Năm nay là qua sang năm là em cũng mình lớn sân qua diễn viên không? Tại không. Chị thấy là em nhưng mà có dự án phim luôn. Vì rồi em mới tốt nghiệp đúng không? Nhưng mà em học tốt nghiệp chưa? Tốt nghiệp rồi. Em đã theo dõi Baby rất là nhiều những cái chương trình ở game show mà Baby diễn xuất thật sự là rất tự là đời rất tự nhiên và chị coi là bản thân coi là em coi em còn khóc mà em còn nhớ cái mà cái chương trình gần nhất ơn rời em tham gia cái mà đứa con đó có phòng của anh Trường Giang với là chị Cả Như thì chị coi cái tập đó là em khóc nha. Vừa rồi đâu sắp tới mọi người ủng hộ bộ phim chủ tịch giao hàng của anh Trường Giang là bởi vì đâu nè đang em mới vừa coi vẫn đang theo dõi. Rồi. Trời ơi, cái khoảnh khắc quay beauty đẹp quá. Chị sao? Phong sẽ có một dự án nó về bác sĩ. Thì mọi người cũng biết là trước đây Phong đã từng học y thì chuyên ngành của Phong là ngành điều dưỡng đa khoa. Mình cũng đóng được hai phim về ngành y rồi, đó là Hậu Duệ Mặt Trời và bộ phim sắp tới đó là Good Doctor phiên bản Việt của đạo diễn Danny Đỗ, thì có thể là sang năm sẽ phát sóng trên Netflix và cả cộng, thì hy vọng mọi người sẽ theo dõi về nhân vật mới này nha, nhân vật tên nào. Wow. Là trước khi mà quay cái cảnh nó hôn anh Phong á thì là em với anh Phong cũng có nói chuyện, cũng có giao lưu một tâm lý cũng vài tháng rồi á. Nói chuyện lúc mà trao đổi kịch bản á thì cũng có nói chuyện cũng thân rồi, cũng quen rồi, như anh em vui vẻ với nhau rồi, rất là thân, hai người nói chuyện rất là hợp. Thì đến cái cảnh hôn ở trong phim á là đã trải qua một thời gian gần gũi rồi nên là cái cảnh hôn đó nó cũng không có ngại ngùng đối với Vi hoặc là anh Phong, tại vì chắc là anh Phong cũng hôn nhiều rồi nên là cũng không có ngại gì. Nhưng mà mình là bản thân mình là mới nhưng mà mình cũng đã tiếp xúc nhiều nên là cũng không có gì ngại hết. Đụng một cái vô hôn liền á thì mình bị ngợp, mình bị sợ thiệt, nhưng mà trước đó là anh em giao lưu với nhau cũng vài tháng đọc kịch bản này kia rồi nên là cũng đỡ sợ. Cái này là trong kịch bản á là không có cả cảnh hôn của Sam và cả Vi luôn, không có cái đó là những cái mà đẻ ra ở hiện trường. Không biết là từ đâu cái tín hiệu nào từ vũ trụ mà đã gửi đến cho anh Giang để suy nghĩ ra những cái cảnh đó. Thì đến phim trường nó đến set đó thì anh Giang lại đẻ ra cái cảnh đó. Thì thật ra đó thì bản thân mình á thì mình cũng không phải là quá ngại ngùng gì. Thì may mắn là những cảnh hung của Phong, chị Sam và Tiểu Vi thì cảm thấy rất là mượt. Mượt là tại vì hung thiệt đó mọi người. Anh Giang nói là có hung nhưng mà mình nghĩ là hung thì cũng giống như là những cái vai trước đây mình tiện diễn thì nó cũng sẽ nhẹ nhẹ thôi. Xong anh Giang quen. Không em ơi, em không như vậy nhìn không có tình cảm, em phải quăng quại lên, phải thiệt lên. Chứ nó ok chứ mình cũng né né, mình giấu góc đồ. Không em ơi, em phải trực diện. Máy đặt tải vô hai cái mỏ vậy nè. Mọi người nhìn trong đó thì đặt vô hai cái mỏ vậy nè. Diễn đi em, hôn đi. Trời ơi, là lúc đó là đâu có đường nào nữa mà chạy nữa đâu, là mình phải hung thiệt luôn. Đó, mình phải hung thiệt mà luôn. Vi, đây có thể là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Vi luôn. Cho nên là Phong cũng không biết làm sao để cô bé này có thể là thoải mái nhất. Thì cũng có nói chuyện với nhau tâm lý cũng vài tháng trước để làm sao cái cảnh này thật sự là
thoải mái cho Vi. Hay là những cảnh rất là đẹp. Mọi người ơi, mọi người hãy cùng ra rạp để xem phim Đảo Lộc Đất sau khi xem Avatar nha mọi người. Được không? Mình hô Đảo Lộc Đất đi nha. Rồi, 2, 3. Đảo Lộc Đất!